Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh theo dõi để ủng hộ cho admin nha các bạn. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Trong đám tang của một thanh niên trong làng mới xin được việc thì đột nhiên chết. Gia đình có mời đến một ông thầy địa lý để nhắm hướng đất chôn cất ở nghĩa trang. Nhìn vào thế đất của làng, ông thầy địa lý này phán rằng mọi tai ương bất trắc mà người dân trong làng cồn bần thượng phải gánh chịu là do cái mộ gió kia đã được xây dựng ngay trên long mạch của làng và dưới đáy huyệt người xây đã trấn yểm một con rùa đá. Người nào khi qua đời được chôn trong ngôi mộ này thì con cháu của họ sẽ rất được phát tài về sau. Trên đường đến thực tế tình hình lũ lụt ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Khi xe chạy qua đoạn cầu Tuần thuộc địa bàn của thôn Bằng Lãng, xã Hương Thủy, huyện Hương Trà, chúng tôi được người trên xe chỉ cho xem những ngôi nhà nằm bên đường mà đã mấy tháng nay đang rộ lên tin đồn, đó là những căn nhà bị ma ám. Người ta kể rằng, vì bị ma ám nên chỉ trong vòng có mấy tháng trời mà gia đình ông ngờ về chờ có đến 4 người chết kiểu bất đắc kỳ tử, gồm có bà nội, mẹ, anh trai và cuối cùng là cái chết bất ngờ của chính ông chờ. Một chị bán hàng thường xuyên đóng hàng từ khu vực cầu Tuần đi Đà Nẵng kể có vẻ rành rọt nhất. Gia đình ông chờ đang thời ăn nên làm ra, chẳng hiểu vì sao mà bị ma ám. Ngày nào tôi cũng ở đây để đóng hàng. Mẹ, tức là bà của ông chờ, còn khỏe lắm. Mỗi bữa còn ăn mấy bát cơm, một bó củi to mẹ vác cứ như là thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn. Vậy mà hôm đó, nghe nói tự dưng mẹ thấy đau đầu chóng mặt. Mọi người cứ cho rằng mẹ bị trúng gió nên bảo mẹ nằm nghỉ để xoa đầu. Ai dè, mẹ nằm được độ vài chục phút rồi lặng lẽ ra đi. Cái chết của mẹ làm nhiều người bất ngờ thương tiếc. Gia đình thấy đột ngột nên cứ theo tục lệ xưa bày nay làm, mời thầy bói về để xem. Nghe đâu là thầy bảo trong phần đất gia đình đang cư ngụ có nhiều hồn ma hạp mạng với mẹ nên đem mẹ theo. Thế rồi một thời gian ngắn sau cái chết của mẹ, mẹ ông chờ cũng là một người đang khỏe mạnh chết vì những triệu chứng y hệt như cái chết của mẹ trước đây. Chưa hết, sau khi mẹ ông chờ mất một thời gian không lâu thì người anh ruột của ông chờ cũng đang rất khỏe mạnh thì bỗng dưng lăn ra chết. Trước hiện tượng ấy, gia đình ông chờ đã chạy đôn chạy đáo để mời thầy cúng đến trấn yểm và cầu nguyện. Thi thoảng trong câu chuyện với những người xung quanh, ông chờ cũng nói gần nói xa là ở phần nhà bếp của mình, thầy phán là có rất nhiều xác chết. Rồi đến một hôm, cả cái thôn Bằng Lãng này dường như không tin vào tai mình khi nghe mọi người thông báo cho nhau hung tin là ông chờ đã chết. Khi mọi người cùng gọi nhau chạy đến căn nhà bị đồn thổi là bị ma ám ấy, thì ông chờ đã nằm chết co ro trong nhà vệ sinh với thân hình gần như biến dạng. Qua tìm hiểu thì mọi người được biết rằng ông chờ đã tự kết liễu cuộc sống của mình bằng xăng. Sau cái chết của ông chờ, vùng đất bán sơn địa bên cạnh cầu Tuần, đi đến đâu cũng nghe người ta nói đến chuyện ma ám bắt người đi. Loanh quanh ở vùng đất này, chúng tôi còn được người dân địa phương kể thêm nhiều câu chuyện mang tính hoang đường khác. Tỉ dụ như chuyện của gia đình ông Phờ Hát Thờ. Người ta kể rằng, cách đây chưa lâu khi vợ ông Thờ sinh được một đứa con trai, cứ đêm đêm thằng bé lại khóc thét không chịu ngủ. Ông Thờ nghe theo lời của người hàng xóm nên lặn lội đi mấy chục cây số để coi thầy. Làm theo lời thầy phán, ông Thờ đã thuê người về đào xới phần nền nhà nơi mình đang sinh sống và đã lấy lên từ dưới lòng đất ấy được hơn 70 bộ hài cốt của những người đã chết trong chiến tranh. Rồi chuyện gia đình ông giờ có con gái tuổi vừa 19 đôi mươi, đang học hành rất ngon lành thì bỗng dưng trở chứng ngớ ngẩn. Rồi nhiều gia đình khác đang sống yên ổn, bỗng một ngày khóa cửa chuyển đi nơi khác làm ăn mà không một lời nhắn gửi với người ở lại.
đem tất cả những câu chuyện hoang đường này đến gặp ông Trần Văn Trí, trưởng thôn Bằng Lãng để hỏi, thì chúng tôi được ông Trí khẳng định, đúng là gia đình ông Chợ có nhiều người chết trong một thời gian ngắn, nhưng âu đó cũng là những cái chết do bệnh tật, tuổi già. Còn chuyện gia đình ông Thờ sau khi đào xới nền nhà đã tìm thấy hàng chục bộ hài cốt là có thật. Nhưng ngay sau đó, chính quyền thôn xã cũng đã linh động cấp cho ông ấy mảnh đất khác để thuận tiện hơn trong việc sinh hoạt. Nay ông Thờ đã bán đi mảnh đất mới được cấp, quay trở lại căn nhà cũ để sinh sống một thời gian dài, nhưng vẫn rất bình yên. Con gái ông giờ đã được đưa đi điều trị ở một bệnh viện chuyên trị về tâm thần. Các bác sĩ ở đó nhận định do học hành căng thẳng nên ảnh hưởng đến thần kinh. Nếu điều trị qua thời gian thì sẽ thuyên giảm. Nhiều gia đình mà theo tin đồn là lặng lẽ bỏ đi nơi khác sống vì sợ ma ám. Trên thực tế đã được xác định đó là những gia đình có thân nhân đang sinh sống, lao động tại các tỉnh phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Họ ly hương để tìm đến một vùng đất mới để làm ăn với một công việc tốt hơn, chứ không vì một lý do nào khác.